qua cái mục đích ý nghĩa của cái mô hình đó, chúng ta sẽ phân tích những cái biến số trong cái mô hình này. Và từ cái biến số đấy chúng ta sẽ khám phá, vậy thì năm 2022 và 2023 cái mô hình này nó đã được áp dụng như thế nào. Và bản thân các anh chị có thể review lại chính cái doanh nghiệp của mình để mà đưa ra một mô hình chuẩn nhất cho chính cái doanh nghiệp của mình.